có gì lãng mạn hơn một buổi tối cùng với người yêu của bạn nào? Em lấy cho anh thêm sữa nha. Đợi em xíu ha. Tốt quá, cứ từ từ lấy nha em. Cuối cùng thì mình cũng có thể xem chương trình yêu thích của mình rồi. Ủa, cái gì thế kia? Sẵn tiện mình cũng lấy một cái burger luôn. Anh mèo Moon, sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Anh yêu, anh có sao không dạ? Mạch không có đập, nghĩa là anh ấy đã chết rồi. Ồ, thật kinh khủng. Mình cần gọi 911. Xin chào, đây là tình huống khẩn cấp. Mình không tin chuyện này lại xảy ra. Được rồi, mình cần phải bình tĩnh lại. Tập trung nào bỏ rùa. Chúng ta cần phải tìm xem chuyện gì đã xảy ra ở đây. Chuyện này thật sự rất lạ. Hả? Cây súng này ở đâu ra được cơ chứ? Thủ phạm chính là nó. Sao? Không phải đâu mà. Tất cả là sự hiểu lầm nghiêm trọng à. Đó có phải là máu hay không? Một tấm nữa nào. Xin quý bà hãy rời khỏi hiện trường vụ án. Tôi thề là có người gài bẫy tôi mà. Chúng ta có rắc rối ở đây. Tôi nói cho các bạn biết, chính bọ rùa đã sát hại mèo Moon. Không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình. Chuyện này không tốt tí nào. Được rồi, bây giờ mình cảm thấy an toàn hơn chút rồi. Wow. Được rồi mọi người, hãy giúp mình đạt được 50.000 lượt thích để mình có thể tìm ra kẻ đã sát hại mèo Moon đi. Mình không thể tìm ra được nếu không có các cậu đâu. Thiết Kỳ, cậu làm gì ở đây vậy? Thiết Kỳ, giờ mình không có tâm trạng để giỡn đâu. Này, mình thật sự đã không suy nghĩ kỹ lưỡng. Người nhện. Được rồi, bây giờ mày sẽ tìm ra sự thật. Bắt được ngươi rồi. Ngươi là kẻ đã sát hại mèo Moon. Thú tội đi. Ngươi luôn ghen tị với việc anh ấy thành công ra sao? Mình là anh hùng tuyệt vời nhất ở khu vực này. Không phải ngươi, mèo Moon mới là tuyệt nhất. Thiệt sao? Thật là bất công mà. Mình căm ghét cái tên mèo Moon đó. Sau đó, thừa lúc ta rời đi mua chút sữa. Ngươi đã đột nhập vào nhà của ta và trả thù. Xin chào người nhện. Giờ thì hãy nói lời tạm biệt đi, mèo Moon. Đừng, van xin ngươi đừng làm như vậy mà. Giờ thì bớt đi được một tên rồi. Chết rồi. Phải ra khỏi đây thôi. Và đó là những gì đã xảy ra. Ta á? Không hề. Ngươi nói sai cả rồi, bỏ rùa. Thật ra chuyện là như vậy. Lúc đó ta đang tìm một nơi để ở. Và bà Connelly đã cho ta thuê căn hộ này. Nhưng ta lại không có đủ tiền để trả tiền nhà. Sau đó thì bà Connelly đã nghĩ ra một kế. Bà ấy nói rằng ta có thể thuê cái hộc tủ trong nhà bếp cũng được. Và biết gì không, nó nhìn cũng khá là ấm cúng đó. Nên ta đã chấp nhận. Kể từ ngày đó thì đây là nơi mà ta ngủ. Và đó cũng là lý do mà ngươi tìm thấy ta đó. Thật không thể tin nổi mà. Ta đoán là việc quen biết ngươi cũng bình thường vậy. Nhưng nó có nghĩa là ngươi cũng có gì đó dính líu vụ án này. Để ta nghĩ xem. Nhớ rồi, ta nghe tiếng súng. Khi ta đang ngồi chơi Among Us thì đột nhiên ta mở cửa ra và thấy một gã kỳ lạ mang theo một cây gậy. Lúc đó ta không hề sợ. Gã đàn ông cầm cây gậy sao? Nhìn hắn ta có giống như vậy không? Đúng vậy, chính xác là hắn ta. Vậy thì là hết một rồi. Được rồi, cảm ơn nhà ngươi đã giúp đỡ cho ta nha. Vậy thì hắn ta vào đây bằng cách nào? Là lỗ thông gió. Bằng bất cứ giá nào, mình cũng quyết tìm ra thủ phạm. Được rồi, đến lúc rồi bỏ rùa. Không còn đường để quay lại nữa. Làm được rồi. Gì cơ? Không thể nào. Xin chào Hot Mod. Ngươi là kẻ đã giết mèo Moon. Không phải là ta. Ngươi không lừa được ta đâu. Chân ngươi bị bó bột sao? Đó là tại sao ta nói đó không phải là ta. Lại là mánh khóe gì nữa đây? Bỏ rùa, tha cho ta đi. Ta biết chính xác ngươi đã bị gãy chân như thế nào rồi. Lấy cho anh thêm sữa đi. Ok. Hốt một. Tưởng có thể làm cho ta ngạc nhiên sao? Hay da. Người sẽ trả giá cho chuyện này.
Ồ, thật sao? Thật là dễ dàng làm sao? Ôi trời đất ơi, mình phải đi bệnh viện thôi. Đối phó với ả bọ rùa sao vậy? Đó là những gì đã xảy ra. Nên chân của ngươi phải bó bột. Ngươi hoàn toàn sai rồi. Tất cả là do tai nạn. Ta đang ăn chuối và quăng vỏ trên sàn nhà. Và sau đó mình nghĩ là chân mình bị gãy rồi. Tất cả lỗi lầm là do sự cẩu thả mà ra. Và đó là những gì đã diễn ra. Nhìn đi. Nhà ngươi nói cái gì vậy? Chú ý. Vỏ chuối. Được rồi, ta tin ngươi đó. Xin lỗi vì đã làm phiền và tạm biệt. Cái đồ thô lỗ. Được rồi, mình thừa nhận đó không phải là một cuộc điều tra thành công. Thì ra chuyện là như vậy sao? Bỏ rùa à, sớm muộn gì thì em cũng đến bên ta thôi. Bắt được rồi nha, đồ hút máu. Ngươi là kẻ đã giết mèo Moon. Ta thậm chí còn biết vì sao. Này, mình hết sữa rồi. Em sẽ mua thêm ngay đây. À, thời khắc quan trọng này cuối cùng cũng đến. Nhận lấy. Hắn ta trốn đi đâu rồi cơ chứ? Tìm ta sao mèo Moon? Là ma cà rồng sao? Ngươi làm gì ở đây? Thật ra ta muốn thành đôi với bọ rùa. Và ngươi đang cản đường ta. Không. Ta còn quá trẻ để chết. Bây giờ bỏ rùa thuộc về ta. Vĩnh biệt mèo Moon. Chính ngươi đã đứng sau mọi chuyện. Ta hẹn hò với ngươi. Không hề. Cái này đều là do con gái của ta mà. Ladybird, em rất hâm mộ chị đó. Bỏ rùa ơi. Yeah. Ba ơi nhìn đi. Bỏ rùa vừa cho con chữ ký của chị. Tuyệt vời quá. Nhưng mà chị phải đi rồi. Thứ lỗi cho chị. Tạm biệt chị. Lúc nào muốn thì đến nhà em nha. Yeah. Việc đó thiệt là kỳ quặc mà. Mèo Moon yêu dấu của em. Em vẫn chưa tìm được người đã ra tay với anh nữa. Hả? Cái gì đó? Mặt dây chuyền hình trái tim sao? Xem nào. Harley Quinn. Sao hắn ta có thể làm vậy? Em lấy cho anh thêm sữa nha. Đợi em chút nha mèo con. Cuối cùng thì cô ta cũng thôi làm phiền mình. Mèo Moon à, em yêu anh nhiều lắm. Đây là mặt dây chuyền tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng của em dành cho anh. Hardy à, em thật là tốt. Ta không thể tin ngươi được nữa, đồ vô lại. Tụi ta yêu nhau thật lòng chơi khăm, chấp nhận sự thật đi. Vậy thì xem ngươi có thích cái này không nha. Đau quá đi. Bây giờ thì chúng ta hòa nha. Không thể nào. Bánh ngọt à, đợi em với. Đúng vậy, chơi khăm là một kẻ ghen tuông khét tiếng. Xin chào đằng đó. Ta biết ngươi đã làm gì chơi khăm. Gì? Ta không có rảnh cho mấy trò ngớ ngẩn đó. Ta và Hardy lúc đó đang ăn trộm đồ trong nhà bà Connelly khi bà ta đang bận đang lên. Giỏi lắm bánh ngọt à. Chuồn khỏi đây thôi. Đồ trộm đó, ngươi không thoát được khỏi tay ta đâu. Bỏ tay ra. Chi-chi wow, một phần thưởng tuyệt vời. Vậy là hắn lấy được mặt dây chuyền của ta. Vậy tạm biệt. Người đã bị bắt. Giơ tay lên. Đợi đã, ta vô tội mà. Nhanh lên, bắt nhốt cô ta lại. Hãy trừng phạt cô ta tội giết người đi. Khoan đã, đó là chuông của mèo Moon mà. Rồi sao? Thích ý kiến gì không? Bà Connelly là người đã giết mèo Moon. Bà ta luôn bực tức với bọn tôi. Lúc tôi đi ra nhà bếp, mèo Moon mở lớn âm thanh hơn. Chi-chi wow, tuyệt vời. Bây giờ thì nghe rõ hết mọi thứ. Mình có thể nhảy cả ngày. Âm thanh này tuyệt làm sao. Đủ rồi. Sao trời tự nhiên nóng vậy ta? Nhận lấy đi, đồ gây hại. Giờ thì đỡ hơn rồi đó. Wow, chiếc chuông nhìn cưng quá ta. Được rồi, giờ nó thuộc về bà. Đó là bà Connelly. Bà chính là hung thủ. Thưa quý bà đang gặp rắc rối lớn đó. Khoan đã, tôi có thể giải thích mà.
Lúc đó tôi đang bận đan một đôi vớ cho cháu của tôi, thì đột nhiên thì tôi phát hiện ra con mèo khó ưa đó. Ôi chết rồi, mày đang làm gì trong nhà của tao vậy? Ủa, chỗ kia đang bán hàng giảm giá hả? Ô đồ đánh con. Và đó là những gì đã xảy ra. Được rồi, bỏ rùa, cô đã bị bắt. Được thôi. Nicky, bạn làm gì vậy? Cái đó dùng để làm gì vậy? Ồ, gì vậy ta? Trong con mắt là camera. Chìa khóa của hai đứa đây. Và đây là món quà tân gia dành cho hai đứa. Ồ, con cảm ơn bà Connelly. Vậy là con gấu bông này có mấy camera bên trong nè. Ồ, thì cũng có. Hãy nhìn vào hệ thống an ninh bé xinh của ta. Không đời nào, nhìn như trụ sở của hacker vậy. Nó là niềm tự hào của ta. Các máy camera này đều có trong nhà của người thuê nhà nơi đây. Ta lắp chúng để quản lý mọi thứ, mọi lúc, mọi nơi. Ok. Ồ, đợi một chút. Cái gì thế kia? Chào bạn, người bạn nhỏ lông xù. Đã đến lúc vui vẻ một chút rồi. Giờ thì nên làm gì để đánh lạc hướng bọn cảnh sát đây? Bạn nhái Trung Quốc này sẽ giúp được ta vậy? Cho thêm tí mứt dâu nè. Máu. Rồi tới một cây súng. Cuối cùng là một tiếng nổ. Mẹ mua nè. Chà, vậy là đơn giản đến mức khó tin. Mình phải xem đó có phải thiệt không. Là bản sao? Mình nên làm gì bây giờ? Bỏ rùa, cứu chúng tớ với. Tụi tớ không thể ra khỏi đây. Là mèo Moon và có gái bị mất tích trên bình sữa kìa. Ồ, không được rồi, là hắn ta. Xin chào, bỏ rùa. Chào mừng cô. Này các bạn nhỏ ơi, nói cho mình biết là cánh cửa này sẽ mang mình tới đâu nhỉ? Đạp xiếc kỹ thuật số sao? Được rồi, đi thôi. Wow, nơi này nhất định rất kỳ lạ. Lori, cậu đây rồi. Đi nào, chúng ta sẽ ra khỏi đây. Ken, ông đã làm gì vậy? Càng đi sâu mình càng cảm thấy kỳ lạ. Mình nên nhanh chóng tìm lối thoát thôi. Tuyệt, hình như đây là lối ra. Chà, đến lúc rời đi rồi. Ow, cái đó để làm gì vậy? Không được đi qua, ngoại trừ. Nghĩa là sao đây? Không hiểu gì hết trơn á. Các bạn có thể cho mình biết trong phần bình luận được không? Hôm đi hả? Một cái tên kỳ lạ. Cảm ơn các bạn đã giúp nha. Ồ, có người để lại gợi ý cho mình nè. Thì ra là nó. Mình sẽ cần chiếc mũ cô hề, đôi mắt hai màu, trang điểm một chút, tóc đen và một bộ đồ phù hợp. Nhưng mình phải bắt đầu từ đâu đây? Nhìn có vẻ thú vị đó nhỉ. Đây là hộp làm đẹp Pomni. Mình sẽ phải làm gì với cái búa nhỏ xíu xiu này đây? Wow, wow, bình tĩnh nào. Cái này nặng quá đi. Ồ không, mình không đủ khỏe. Hãy thử thêm lần nữa nào. Chắc đang đùa mình đấy mà. Phew, được rồi các chàng trai, cô gái. Mình có thể sử dụng sức mạnh lực thích của các bạn. Bạn gửi càng nhiều, mình sẽ càng khỏe hơn. Oh yeah, tuyệt đó. Yes. Bắt đầu thôi. Woohoo, thành công rồi. Ow. Ôi chúa ơi. Ít ra mình cũng có được hộp làm đẹp. Mình sẽ quay về hình dáng Marinette thường ngày vì chuyện này. Được rồi, đến lúc bắt đầu trang điểm. Tóc đen hả? Cùng xem bên trong có gì nha. Ồ, cái gì? Không có gì trong này hết. Chẳng có gì cả, thật không công bằng. Hả, cái gì vậy? Chi chi wow, là thuốc nhuộm tóc. Đúng thứ mình cần nè. Bắt tay vào việc thôi. Coi bộ mình không còn lựa chọn nào khác rồi.
Được rồi, Lori. Chào mừng cháu đến rạp xiếc kỹ thuật số kỳ diệu. Hãy tiếp tục và biến cháu giống như một nhân vật hoạt hình thích hợp nhé. Cái gì? Không đời nào. Xin lỗi, nhưng chuyện này không được lựa chọn đâu. Không, bỏ thứ này ra khỏi người cháu ngay. Chúng ta vẫn chưa xong đâu. Kể từ bây giờ, tên của cháu là ZDD Tissy. Chà, nhìn cũng khá đẹp đó chứ. Bây giờ, mình lấy đâu ra cái mũ hề ta? Ừ, tại sao mình không? À ha, xem ra nó có hiệu quả. Không thể nào. Ơ, nó vừa ở đây mà. Ồ, lũ trộm nhỏ đáng ghét này. Trả lại mũ cho ta ngay. Cậu ta chạy đi đâu mất rồi? Nina, Nina. Chào mọi người, các bạn có thể cho tớ biết Lowen đang trốn ở đâu không? Tớ không tìm được nếu không có các bạn đâu. Đằng sau hộp xanh dương hả? À ha, tóm được rồi nha. Được rồi, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng như kế hoạch. Nhìn cũng khá vui chứ hả? Này, sao mình không cởi nó ra được? Vừa rồi có chuyện gì vậy? Thôi nào. Ừ, thôi kệ đi, mình từ bỏ. Không biết mình nên làm gì nhỉ? À ha, bingo. Kẹo ngọt. Mình mê kẹo. Ngon lắm luôn. Ô không, sao lại là nó? Tất cả là tại số đồ ngọt đó cả. Biết rồi, trong hộp làm đẹp chắc chắn sẽ có thứ gì đó trị mụn của mình. Có vẻ như mình cần phải giải một câu đố. Tên nhân vật này là gì? Mình không biết nữa. Chào, các bạn giúp cho mình với. Cho mình biết đây là ai trong bình luận nha. Nhanh lên nha. Ragatha hả? Để xem nào. Thành công rồi. Đây là miếng dán da Chloe hả? Một Chloe. Hai Chloe. Đã đến lúc kiểm tra kết quả. Gigi, wow. Đẹp hoàn hảo. Bước tiếp theo là trang điểm cô hề. Cái gì vậy? Không biết trong mấy chiếc hộp này có gì đây. Chỉ có một cách để tìm hiểu thôi. Cảm ơn nhiều nha. Nói đến chất lượng dịch vụ thì được rồi, đủ rồi á. Chúng ta có gì ở đây nào? Là nó hả? Mình sợ hãi thế để làm gì nhỉ? Cảm ơn. Chắc vậy, chúng ta mở hộp số 3 nha. Trông chúng khá là đáng sợ á. Trang điểm cô hề hả? Cũng thú vị đó chứ. Còn một hộp nữa. Được rồi, mình sẽ xem bên trong có gì. Đồ đáng ghét, nhận lấy nè. Tuyệt vời, giờ mình sẽ phải làm lại từ đầu. Xong rồi. Không nha, mình sẽ không ngã nữa đâu. Mình cần nghĩ ra cách gì đó sáng tạo hơn. Nghĩ ra rồi. Xin chào Ladybird. What? Khác nó. Em nhớ anh nhiều lắm á. Anh thiệt không? Anh đang muốn nói gì vậy? Ý anh là anh sẽ chia tay em đấy. Nhưng tại sao? Bởi vì anh đã yêu Hello Kitty. Đúng vậy. Nhưng anh tàn nhẫn quá à. Hãy hôn em đi nào, mèo con. Đợi một chút. Có gì đó khả nghi ở đây nè. Thế thì nhận lời chúc mừng của mình nha, đôi uyên ương. Wow.
Tiếp theo, các bước còn lại là gì nào? À ha, bộ trang phục cô Hề. Cố lên, học xinh đẹp, làm việc của cậu đi. Máy tính bảng chọn trang phục hả? Đây chính xác là thứ mình đang tìm kiếm. Ragatha, Zubo, cũng không phải luôn. À, hôm nay nè, bắt đầu thôi. Thành công rồi. Trời ạ, à, giờ mình quá dễ thương luôn. Suýt thì quên mất, mình cũng cần đôi mắt nhiều màu nữa. Hình như hộp mỹ phẩm muốn cho mình xem thứ gì đó á. Cánh cửa đỏ tí hơn. Mà mình cần nó để làm gì? Kỳ lạ thật đó. Ô, không đời nào. Là cốc mô. Đúng vậy, chính là hình cậu ta. Ơ ơ, không ổn chút nào. Tránh xa ta ra, đồ quái vật. Chiếc hộp làm đẹp. Nè nha, ta không sợ ngươi đâu. Ủa? Thôi nào, cho mình thứ gì đó đi mà. À ha, thuốc nổ, chụp lấy. Wow, chẳng còn gì ngoài đôi mắt cả. Và nó khiến mình nảy ra một ý tưởng. Woohoo, thành công rồi. Đã đến lúc rời khỏi nơi này. Này, cho ta đi qua đã chứ. Mình thật sự phải ở đây mãi mãi sao? Ồ, được rồi. Ồ, không. Glory. What? Ladybird, tới bên này nè. Mình phải cứu cậu ấy trước khi rời đi. Nhưng bằng cách nào? Làm thế nào để dùng thứ này nhỉ? Mình quên mất rồi. Ta đang cần loại chỉ nha khoa tốt đây. Ồ, vậy hả? Cứ đợi mà coi, ta sẽ cho ông biết đây. Nè, cô đang làm gì thế? Ồ, mắt của mình. Biết đâu gậy của Ken có thể mở được lối ra. Nhanh lên, Lori, chúng ta sẽ trở về nhà. Mình kết thúc thật rồi sao? Lần này là vĩnh biệt rồi, Ladybird. Bỏ rùa, bọn mình sẽ không bao giờ quên cậu đâu. Bạn phải mạnh mẽ lên nha, Mèo Moon. Anh sẽ không quên được khoảng thời gian chúng ta bên nhau. Anh yêu em. Hãy trở về với anh đi mà. Bạn sẽ vượt qua được thôi, Mèo Moon. Mình biết bạn làm được mà. Bây giờ không còn ai bảo vệ thành phố này nữa. Cuối cùng, mình cũng loại được nhỏ đó rồi. Và ngươi là người tiếp theo, Mèo Moon à. Nhưng làm sao để bắt nó đây ta? Ồ, mình có cách rồi. Chắc chắn sẽ thành công thôi. Bay đi, Akuma nhỏ của ta. Hãy bay và nhập vào cô gái đó đi. Ồ, bỏ rùa, chúng ta chỉ... Bắt Mèo Moon về cho ta. Ồ không, Skyler, đừng nói bạn cũng bị nha. Chúng ta phải đi rồi, mèo con à. Đừng tin cô ta nói. Mình rất cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Xin hãy thả like cho mình càng nhiều càng tốt nha. Làm như vậy thì mình mới có thể sống lại được đó. Cố lên nào. Sắp được rồi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Em sắp gặp lại anh rồi. Mèo Moon, đợi nha. Em đang tới đây. Ồ, tìm thấy bữa tối rồi. Tuyệt quá, mình đói xỉu luôn rồi. Ngon quá đi. Ủa, bạn cần mình giúp gì không? Hả? Bạn là bọ rùa có phải không? Cái gì? Đây là răng nanh hả? Đơn giản là bạn đã thành ma cà rồng rồi. Này, bạn có sao không vậy? Ồ, cuối cùng cũng tỉnh rồi à. Mình đã trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Ồ không, tất cả đều là thật nè. Bình tĩnh lại đi, không có gì thay đổi cả. Mình không thấy được mình rồi. Đây, chắc chắn bạn sẽ thích nó. Ồ, sảng khoái quá đi. Nhưng khoan đã, nó là máu mà. Không, không đâu, cảm ơn. Và bây giờ tới phần thú vị nhất đây nè. Chào mừng bạn đến với thế giới ma cà rồng. Ấn tượng đó.
Tất cả ma cà rồng đều sở hữu siêu tốc độ. Đã lắm đúng không? Cũng không thể quên nhắc đến sức mạnh phi thường. Ồ, và còn thuật thôi miên ma cà rồng nữa. Lại đây nào nhận con à. Quay trở lại hang của cưng đi nào. Còn bay được nữa. Làm thứ đi bỏ rùa. Giờ luôn á hả? Ồ, được rồi. Ồ, hình như bay được rồi nè. À, cứu mình với. Ồ, ồ. Ồ. Nhưng ma cà rồng cũng có điểm yếu đó nha. Ví dụ như bạc, ánh sáng mặt trời, tỏi. Ừ, mấy cái này thì hiển nhiên rồi. Ồ, còn một điều nữa. Yêu người phàm là cấm kỵ đối với chúng ta. Cái gì? Nhưng vậy mèo muôn thì sao? Ồ, bỏ rùa. Anh nhớ em nhiều lắm. Ừ, cảm ơn, Thiết Kỳ. Bạn đúng là bạn tốt của mình. Mình xin lỗi nha, mèo muôn. Cố lên, vui lên nào. Sao mình không giúp bạn nhỉ? Thử món sữa thơm ngon này xem. Được rồi, hành động thôi. Mèo muôn ơi, chỉ cần cố gắng bình tĩnh một chút thôi. Mình sẽ vượt qua được thôi, Skyler à. Ừ, sẽ khó lắm đó. Chờ mình một chút. Đến lúc chơi game rồi. Mình đến đây. Bạn không lừa được mình đâu. Tiếp tục và ráng bắt chuột đi nào. Đúng là hoàn hảo mà. Khoan đã, có phải là chuột không? Lại đây. Bắt được rồi nha. Bạn đang làm gì vậy? Làm linh tinh thôi mèo muôn. Bây giờ đến lúc giao hẹn cho khách hàng của mình rồi. Bạn có chắc chỉ uống sữa thôi hay không vậy? Nhưng mình vẫn có thể đem đi được. Chính là chỗ này rồi. Có ai ở nhà không? Giao hàng nhanh đi. Ông là người đứng sau tất cả chuyện này hả? Ừ, dĩ nhiên là ta rồi. Ngươi không thông minh gì cả. Có gì đó sai sai rồi. Đúng là ông rồi. Ta không cần tới ngươi nữa. Cuối cùng chúng ta đã gặp nhau rồi, mèo muôn à. Tại vì cấm yêu người phàm đó. Ê, bỏ rùa. Nhìn kìa. Không ổn rồi. Mình phải cứu tình yêu của đời mình. Chúc mình may mắn đi, Andy. Khi nào xong mình sẽ tới gặp bạn. Mèo muôn ơi, em về rồi nè. Hả? Ở đây có chuyện gì vậy? Sao thấy đáng ngờ quá vậy? Mọi người ơi, mèo của mình mất tiêu rồi. Các bạn có thấy cậu ta ở đâu không? Làm ơn nha, mình rất cần các bạn giúp đỡ. Vậy Hót một đứng đằng sau chuyện này à? Chuyện này kinh khủng quá đi. Mình đã phản bội siêu anh hùng rồi. Skyler sao? Bây giờ mình mới nhức đầu thiệt nè. Skyler ơi, bạn có phải là người thật không? Các bạn nghĩ như thế nào? Hãy comment cho mình biết được không? Đây thật sự là Skyler hả? Skyler ơi, tỉnh dậy đi. Chúng ta phải đi cứu mèo muôn nữa. Nhưng bỏ rùa, bạn đã chết rồi mà. À, chưa hẳn đâu. Nghĩa là cuối cùng chúng ta cũng được gặp lại nhau rồi, bỏ rùa. Tuyệt vời quá đi. Cũng đỡ hơn nhiều rồi. Được rồi, Skyler, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Mèo muôn đang ở đâu vậy? Mình sẽ chỉ cho bạn xem. Ủa, mọi người đang làm gì ở đây vậy? Bỏ rùa ơi, làm cách nào mà bạn sống lại được vậy? Bỏ rùa vẫn còn sống. Tin quá hết luôn nè. Đến lúc cắt một xíu móng vuốt của ngươi rồi. Ủa, tại sao ngươi lại mừng như vậy hả? Tên nhóc này. Hả, nó còn sống à? Nhưng mèo muôn đang ở đâu? Ồ, điều này không phải rất thú vị sao? Mình phải làm gì bây giờ? À, biết rồi. Chỗ này nè, bỏ rùa. Nhưng chúng ta không đi qua được. Đừng lo, mình có cách rồi. À, đến đúng lúc lắm, cô gái. Ồ, nhìn đây nè, nhà vô địch của Thế vận hội thua cuộc. Tại các người muốn kiếm chuyện với ta đó nha. Chúng ta phải làm gì bây giờ, bỏ rùa? Wow, nhìn nè, có một cái nút. Sao lại dễ dàng vậy được? Ủa, mình không có ý đâu mà. Khoan đã, mình là ma cà rồng mà. Bạn đi đâu vậy, bỏ rùa? Vô được rồi. Đừng đẩy. Hả? Ra là như vậy.
không dễ lừa mình như vậy đâu nha. Được rồi nè, bỏ rùa ơi, mình đến đi, chúng ta làm được rồi, bỏ rùa. Đứng yên đó, chào mừng hai cô gái đến hang ổ của ta. Ngươi đã làm gì mèo muôn rồi hả? Ờ, muốn gặp bạn của các ngươi à, đây nè. Ngươi đang âm mưu gì hả, tên độc ác kia? Ừ, ngươi đúng là tên ngốc mà. Ta sẽ phóng tên lửa này đi và đưa mèo muôn lên thẳng mặt trăng. Skyler, bạn lên đi. Còn ngươi, hãy qua đây. Làm sao để ngừng nó lại đây? Đừng có mà nằm mơ nữa. Ta sẽ không để ngươi làm hại bạn bè của ta nữa đâu. Hãy giải quyết cho xong một lần đi. Ta thích âm thanh này, con bỏ con à. Ngươi không biết đang kiếm chuyện với ai đâu nha. Màu xanh lá hay màu đỏ đây? Ồ, mình không thể chọn được. Bỏ tay ra khỏi người của ta đi. Ồ, được rồi. Ta cá là giờ ngươi đang hối hận khi đến đây đúng không? Để xem ngươi đối phó với tốc độ ma cà rồng của ta thế nào. Rốt cuộc, ma cà rồng ghét tỏi, phải không nhỉ? Ơ, chơi bẩn quá đi à. Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc chuyện này rồi. Đợi, đợi đã, đừng mà. Annie, là bạn hả? Chào bỏ rùa, bạn thấy mình xử tên này có được không? Ừ, bạn là người đã cứu mạng mình đó cô gái à. Ờ, được rồi, cắt màu xanh lá nha. Thấy chưa, mình đã nói là được rồi mà. Chúng ta thắng rồi. Ô, mèo Moon, cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau rồi. Nè cô gái à, hình như bạn quên điều gì rồi đó. Mình không quan tâm đâu Annie. Ô, không đời nào. Răng nanh của mình biến mất tiêu rồi. Tốt hơn hết là cho mình làm phù dâu trong đám cưới của bạn đi.